làm dùng sự làm dùng thuốc hay là sử dụng thuốc không có đơn bác sĩ, người ta làm dùng sử dụng không có đơn từ các loại đơn giản cho đến các loại phức tạp như là kháng sinh, như là glucô và thiết bị phong vân, và chưa kể có một số thực phẩm với thuốc như là thuốc nam và thuốc bắc các em đã từng nghe, thuốc tè, thì trong đó có thể có chứa rất nhiều glucô và thiết bị mà mình nhận biết được. Và ví dụ sự vô tình sử dụng hay là cố ý sử dụng lâu ngày, nó sẽ gây đến hậu quả rất nhiều, bị hội chứng Cushing, bị lão phổi, bị đái tháo đường, bị loãng xương, vân vân, và kể cả bị suy dinh thận. Ở đây trong nguyên nhân ở trung ương, chúng ta một lần nữa chúng ta có thể thấy nguyên nhân là lao của hệ thần kinh trung ương. Nguyên nhân thứ tư là nhồi máu xuất huyết. Chúng ta gặp một hội chứng ta hay nghe nói đó là hội chứng Sheehan, đó là hoại tử khi trước tuyến yên sau sinh do mất máu. Thì trong trường hợp này các em nhớ cho là một phụ nữ sau khi sinh đẻ mà có biểu hiện mất máu rất là nhiều thì sẽ có biểu hiện thiếu máu tuyến yên, vì tuyến yên là một tuyến rất nhỏ nhưng mà lưu lượng máu từ nó rất lớn, vì thế sẽ có hiện tượng giảm thiếu mất máu, thì nó là một trong những cơ quan bị thiếu máu đầu tiên, và giảm thiếu máu nó sẽ dẫn đến hoại tử tuyến yên, và hoại tử khi trước tuyến yên nó sẽ dẫn đến thiếu hụt nhiều hormone mà nó phụ trách, ví dụ như là thiếu hụt TSH, sau đó sau này bệnh nhân sẽ bị suy giảm trung ương, thiếu hụt ACTH, sau này bệnh nhân sẽ bị suy thượng thận thực phát, thiếu hụt hormone sinh dục, sau này bệnh nhân sẽ bị suy sinh dục, đúng không? Như vậy hội chứng Sheehan, như vậy là được một phụ nữ mà bị cái này thì đề nghị các em phải thăm dò tổn thương của các tuyến khác phối hợp. Về mặt lâm sàng thì biểu hiện rất là thay đổi tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của trục chuyển đổi tuyến yên thượng thận, ví dụ mức độ ảnh hưởng ở đây nếu như suy thượng thận tiến phát nó chỉ bị ảnh hưởng bởi tài tuyến thượng thận, còn trục chuyển đổi tuyến thượng yên không bị ảnh hưởng thì nó sẽ có biểu hiện khác. Ngược lại, suy thượng thận thứ phát do nguyên nhân của bệnh lý vùng dưới đôi hay tuyến yên thì nó sẽ ảnh hưởng kiểu khác. Cái tối lượng thứ hai đó là mức độ và tốc độ suy thượng thận, có nghĩa là sự thiếu hụt cortisol nhiều hay ít, và sự thiếu hụt này nó xảy ra nhanh hay chậm. Nếu sự thiếu hụt này xảy ra chậm, bệnh nhân vẫn còn chịu đựng được, thì nó chỉ xảy ra khi mà cơ thể bệnh nhân bị stress, lúc đó bệnh nhân không đáp ứng được. Được hết, chúng ta sẽ tìm hiểu một cấp cứu nội khoa của tuyến thượng thận, đó là suy thượng thận cấp. Suy thượng thận cấp là một cấp cứu nội khoa cần phải xử trí ngay cả khi nghi ngờ. Cái này câu này nó giống như là trong trường hợp xử trí của hai đường máu, hà lúc có máu là một cấp cứu nội khoa cần xử trí ngay cả khi nghi ngờ. Đặc điểm là gì? Thường xảy ra trên một bệnh nhân bị suy thượng thận tiến phát và bây giờ họ bị stress cấp. Stress cấp có thể là phẫu thuật, có thể là nhiễm trùng nang, có thể là xuất huyết thượng thận hai bên, vân vân. Và biểu hiện lâm sàng của suy thượng thận cấp đó là gì? Đó là một tình trạng sốc giảm thể tích mà rất đáp ứng rất kém với truyền dịch. Cái này nó khác hoàn toàn với một sốc giảm thể tích thông thường. Ví dụ chúng ta hình dung một bệnh nhân vào viện vì viêm dạ dày ruột cấp, bệnh nhân nôn rất là nhiều, bệnh nhân đi cầu rất là nhiều, dẫn đến sốc giảm thể tích, thì chúng ta chỉ cần bồi phù thể tích là bệnh nhân sẽ đỡ. Tuy nhiên ở đây chúng ta bồi phù thể tích nhưng mà huyết áp nó không lên, thì không thiếu yếu tố nào nữa, và chính là thiếu sự thiếu hụt của glucose và thiết bị, đúng không ạ? Mà nếu nặng bệnh nhân có thể tử vong. Trường hợp số 2 đó là suy thượng thận mạn tiến phát. Thì tôi về hình dung thì tôi sẽ trình bày song song điểm khác biệt
giữa suy tưởng thần màng tiếp pháp và suy tưởng thần màng giống như đúng không? Được hết. Trong suy tưởng thần màng tiếp pháp tổn thương ngay tại tuyến thượng thần thì sẽ có thừa hụt cả hai loại hormone, đó là cortisol và androgen. Trừ thừa hụt androgen, nó sẽ làm hạ huyết áp rất rõ, nó sẽ gây giảm mạch trí và tăng kali máu tại cái này. Về trong chương trình tiến hóa, do thiếu hụt androgen nên hạ huyết áp rất rõ, có giảm mạch trí và tăng kali máu. Trong suy thường thần thử phát, ví dụ tôi lại một ví dụ đơn giản là nhóm nguyên nhân là tự nhiên thì chỉ thiếu duy nhất ACTH. ACTH nó sẽ kéo theo giảm cortisol mà không ảnh hưởng đến hệ renin angiotensin androgen ở vùng mạch cánh của thần, do đó là androgen không giảm, androgen không giảm trong suy thần thử phát, do đó huyết áp ít bị ảnh hưởng, giảm rất ít, là điểm khác biệt thứ hai. Và điểm thứ ba, trong suy thượng thần tiến phát thì tăng ACTH. Trong suy thượng thần thứ phát thì ACTH giảm. Vì ACTH tăng nên sẽ dẫn đến hiện tượng tăng sắc tố da và niêm mạc đây. Tăng sắc tố da và niêm mạc. Do ACTH tăng sẽ kích thích thụ thể melanocortin, dẫn đến tăng tổng hợp melanin là chất tạo nên sắc tố, tăng sắc tố. Trong khi suy thượng thần thứ phát ACTH không tăng nên sẽ không cái nghe lại được chưa? Giờ nghe lại rồi thôi. Xin lỗi, thầy chỉ dạy một vị rất mà. Rồi tôi nói lại. Như vậy là trên một khi em được cần lâm sàng một mà em nghi ngờ một bệnh nhân bị suy tinh thần mà các em thấy có biểu hiện của tăng sắc tố da và niêm mạc, mặc dù các em chưa định lượng ACTH, chưa định lượng ACTH ở đây này, thì các em có quyền nghỉ bệnh nhân này là một trường hợp suy tinh thần tiến phát. Dạ. Yeah. Nghiệp điều khác biệt thứ tư là trong suy thượng thần mạch tiến phát, như nói lúc này vì nguyên nhân tự miễn chiếm đa số, đó có thể kèm theo một số bệnh lý tự miễn khác như là suy giáp Hashimoto như đã thường tìm một. Trong suy thượng thần thứ phát điều khác biệt là gì? Đó là ngoài biểu hiện của suy thượng thần thì bệnh nhân có thể có biểu hiện của tăng áp lực nội sọ do khối u trọn chỗ, và bệnh nhân có thể kèm theo các biểu hiện của suy các tuyến khác, ví dụ suy giáp, suy sinh dục. Đó, như vậy tôi trình bày một lần cả hai biểu hiện của một suy thượng thần chỉ khác nhau về vị trí là tiến phát hay thượng phát để chúng ta theo dõi vấn đề đối chiếu. Và đây là một hình ảnh minh họa hiện tượng tăng sắc tố ở da và đặc biệt trong niêm mạc miệng, các thấy rất là rõ. Đó là trường hợp này chắc chắn đây một trường hợp suy thượng thần tiến phát, do sự gia tăng của ACTH dẫn đến tăng tổng hợp melanin. Slide này thì tôi đã nói rồi đúng không, suy thượng thần đúng không, tôi đã nói rồi. Về mặt chẩn đoán thì khó, cả không toàn về bệnh cơ sinh chúng ta đề cập lúc này, chúng ta có hai bước trong bài hội chứng cơ sinh chẩn đoán, chúng ta có ba bước, ở đây chúng ta có hai bước, đó là xác định có thừa hụt cortisol không và phân biệt suy thượng thần tiến phát với suy thượng thần thực phát. Chúng ta nhớ lại sự tiết cortisol sinh lý bài cơ sinh thời gian có đề cập, đó là gì?
Cortisol chúng ta được tiết ra bắt đầu tăng dần từ khoảng 3 giờ sáng. Tăng dần lên cao nhất đạt đỉnh lúc 8 giờ sáng. Sau đó nó giảm dần xuống và còn khoảng 50% so với buổi sáng là lúc 16 giờ chiều. Và cortisol tiếp tục hạ thấp vào lúc 20 giờ đêm là hạ thấp, tiếp tục hạ thấp nữa từ thấp nhất lúc nửa đêm về sáng là thấp nhất, kéo dài đến 2-3 giờ sáng rồi nó tăng trở lại. Đó, như vậy là nhịp sinh lý. Chúng ta dựa vào nhịp sinh lý đó, chúng ta sẽ tìm thời điểm lẻ ra cortisol máu phạt cao nhất. Nếu nó không cao thì chúng ta cũng nên nghi ngờ là thiếu, đó chính là thời điểm 8 giờ, đúng không ạ? Vậy là trong suy thiên thần chúng ta tìm thời điểm cao nhất để định lượng, đó là 8 giờ sáng. Trong hồi chứng cơ sinh là tình trạng thừa, chúng ta sẽ tìm thời điểm lẻ ra thấp nhất mà nó không thấp, đó chính là các em nhớ cái bài thi dài ngày có thể chúng ta lấy cortisol được thanh lúc 0 giờ, cortisol nước tiểu, xin lỗi, cortisol nước bò lúc 11 giờ đêm, đúng không? Rồi thứ nhất này, chúng ta định lượng cortisol được thanh lúc 8 giờ sáng. Bình thường, tôi sẽ nhắc lại giá trị bình thường. Giá trị bình thường của cortisol vào thời điểm 8 giờ sáng là 500 đến 550 nanomol trên lít. Các em nhớ con số sau này này. Sau này. Đơn vị nan, tôi tại bệnh viện mình là đơn vị nanomol trên lít. 500 đến 550 nanomol trên lít. Nếu cortisol lúc 8 giờ sáng dưới 83 nanomol trên lít thì gợi ý suy thận thận. Trong bài các em trong sách nội bệnh lý có một con số khác nữa là 140, dưới 140 nanomol trên lít gợi ý suy thận thận. Tuy nhiên xét nghiệm này có độ nhạy rất thấp, nó chỉ 36% thôi. Cái đó là có những trường hợp suy thận thận mà nó cũng giảm cũng nhiều. Vì thế chỉ dựa vào đơn độc xét nghiệm cortisol được thanh lúc 8 giờ sáng thì không đủ để loại trừ suy thận thận. Và khi một trường hợp của chúng ta nghi ngờ suy thận thận cấp thì chúng ta cần phải điều trị ngay trước khi chúng ta chẩn đoán xác định. Rồi bây giờ đây là câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn. Theo các bạn, khi nghi ngờ suy thận cấp thì ngoài chuyên dịch là nạp khí cloro dịch phân nghiêm, chúng ta phải dùng glucocorticoid. Theo các bạn, chúng ta chọn thuốc nào? Tôi xin mời các bạn trả lời đi, trả lời vào tin nhắn. Nhắc lại, trong trường hợp nghi ngờ cơn suy thượng thận cấp thì sử dụng glucocorticoid nào? Mời các bạn. Xin mời, tôi chưa thấy một tín hiệu nào hết. Hiro và Tizon, cảm ơn Đoàn Công Huy, mời bạn khác chơi. Hoàng Long, Hiro và Tizon, cảm ơn. Ai có kiến gì nữa không? Cho tôi một ý kiến nữa, trước khi tôi nói. Dexamethasone, Nguyễn Minh Hải, cảm ơn. Tôi đề cập đến phương án trả lời đầu tiên của bà Nguyễn Tất Thành. Cô có thể quỷ. Mà cái này chính là mineralo có thể quỷ, có nghĩa là cọc thể quỷ khoác. Cọc thể quỷ khoác. Trong khi cái chúng ta cần là thay thế cọc tí dôn nội sinh, chính là
glucocorticoid. Tôi cần cái này. Này. Tôi cần glucocorticoid. Như vậy phương án của bạn Nguyễn Tất Thanh là chưa chính xác. Bạn Quang Huy, bạn Hoàng Long trả lời dùng hydrocortisone. Bạn Nguyễn Minh Hải thì trả lời là dexamethasone. Và câu trả lời đúng nhất đó là của bạn Minh Hải, dexamethasone. Và câu hỏi này tôi dành cho bạn Nguyễn Minh Hải. Theo bạn, trong cái câu cuối cùng tôi đề nên điều trị ngay khi nghi ngờ suy thận thận cấp được khi chẩn đoán xác định. Theo bạn, từ nào quan trọng nhất để quyết định việc chọn thuốc? Mời bạn Minh Hải trả lời bằng bật micro lên được. Dạ em nghĩ là mình phải cân từ bằng nào, hãy hỏi cho này, hỏi chính xác này, chị hỏi này, trong câu nói trên từ nào là từ quyết định cho việc mình chọn thuốc điều trị, từ nào? Yes, từ cấp. Từ cấp rồi, ở đó là bằng bằng hai. Bạn nào có cho tôi một ý kiến được, từ nào? Tôi muốn nghe ý kiến của bạn. À rồi, bạn Như Quân, chính xác. Từ nghỉ, đúng rồi, nghỉ. Từ này sẽ quyết định việc mình chọn thuộc. Và anh Dung, một trường hợp nghi ngờ suy thận thận cấp, nghi ngờ suy thận cấp, chúng ta phải đặt ra hai mục tiêu. Mục tiêu một là phải cứu sống bệnh nhân, cứu sống bệnh nhân. Mục tiêu 2, khi bệnh nhân đã sống rồi thì mục tiêu 2 là xác định, làm rõ chẩn đoán, nguyên chứng nghi, làm rõ chẩn đoán. Vậy thì chúng ta sẽ chọn một thuốc nào đó đạt một lúc cả hai mục tiêu, vừa cứu sống bệnh nhân và khi bệnh nhân sống rồi thì chúng ta đi xét nghiệm nó không ảnh hưởng. Và thuốc thứ nhất đó là của bạn Nguyễn Minh Hải, đề xa mình ta rồi. Các bạn nói chứ à? Các bạn nhớ lại trong bài cơ sinh của thế gian, chúng ta dùng niệm pháp ức chế thì chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ sử dụng đề xa mình ta rồi, nhiều thấp hay nhiều cao. Trong bài cơ sinh thì người ta lại dùng là đường uống, đúng không? Nhưng mà cũng lần một lần nữa người ta sử dụng đề xa mình ta rồi, uống vào rồi người ta đi định lượng cortisone thì không ảnh hưởng đến cortisone nội sinh. Cái này các bạn hiểu không? Cái này giống như là gì? Chúng ta một bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta đã chích insulin vào rồi thì chúng ta không thể đi định lượng insulin để xem thử là tùy bệnh nhân tiến như thế nào là sai. Chúng ta đi tìm một cách khác, đó là định lượng PET-C, tương tự như thế, đúng không? Như vậy là tóm lại trong từ này, từ nghĩ là quan trọng nhất. Tuy nhiên hai ý kiến của bạn Quang Huy và bạn Hoàng Long dùng hydrocortisone không sai. Bởi vì trong hai mục tiêu 1 và 2 thì mục tiêu 1 tôi cứu sống bệnh nhân là quan trọng nhất. Cái đó bạn có thể dùng bất kỳ loại cổ tìm nào mà sống được bệnh nhân. Đó có thể bạn dùng hydrocortisone. Đúng chưa? Sau này tầm tiếp, sống cái đà là tầm tiếp. Như vậy cách tiếp cận của bạn Hoàng Long và bạn Minh Hải là, chứ là bạn Hoàng Long và bạn Quang Huy là không sai, nhưng mà chưa đạt được mục tiêu 2. Rồi, tôi đi tiếp. Khi chúng ta định lượng cortisone được thanh lúc 8 giờ sáng, chúng ta nghi ngờ thấp. Tuy nhiên vì nó có độ nhạy là chỉ 36%, nên là chúng ta phải phối hợp với các test khác. Thì một trong những nguyên lý để thăm dò chức năng của các tuyến nội tiết đó là chúng ta dùng niệm pháp kích thích hay chúng ta dùng niệm pháp ức chế. Ức chế. Ví dụ trong bài hội chứng cơ sinh vì tuyến thượng thần chúng ta nghi là tăng hoạt nên chúng ta dùng niệm pháp ức chế bằng dexamethasone. Trong bài suy thượng thần vì tuyến giảm hoạt nên chúng ta phải dùng niệm pháp kích thích tuyến thượng thần. Ở đây chúng ta dùng là
acid hạt tổng hợp với tên biệt dược là cozintropin. Tương tự như các bạn thấy là trong bài trong bài đại lượng các bạn dùng nghiệm pháp dung nạp glucose để trong điều kiện có một kích thích tác động vào là một sự tăng đường máu thì tùy nó phản ứng như thế nào để làm hạ đường máu xuống. Đó. Bây giờ chúng ta làm như sao? Chúng ta sẽ chích 250 microgram cozintropin tận mạch hoặc tiêm bắp sau 30 đến 60 phút sau khi tiêm. Chúng ta sẽ tính lượng cortisol hiệu thành. Nếu cortisol hiệu thành tăng như bình thường tối đa là 500 đến 550 nanomol trên lít, đây là giá trị mà cortisol một người trong điều kiện bình thường nó tăng cao như lúc 8 giờ sáng, thì chắc chắn chúng ta nghĩ như vậy sau khi tiêm acid hạ tổng hợp mà cortisol tăng lên tối đa 500 đến 550 nanomol trên lít thì chúng ta nghĩ tuyến thượng thận của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Còn đó bình thường cái đó chúng ta sẽ loại trừ suy thượng thận tiên phát, có nghĩa là thượng thận bệnh nhân không bị suy. Cái này dễ. Bây giờ cái khó hơn mời các bạn suy nghĩ, loại hầu hết suy thượng thận tự phát, mời các bạn suy nghĩ ai có một cách giải thích cho tôi cái giải thích. Loại hầu hết suy thượng thận tự phát, mời các bạn. Bạn nào có cách giải thích được, giải thích nha. Bà Ngọc Thủy của lớp Y1A giải thích được không? Con Thủy được không? Con Thủy con ngán không? Alo, dạ thầy ơi, nãy mạng em hơi lát thì em không nghe rõ thầy hỏi chi. Bạn sau khi tiêm ACTH tổng hợp mà cortisol sau 30 phút tăng từ 300, 500 đến 550 thì vì sao lại loại hầu hệ chuyên thần thứ phát? Đó mới bạn thích ý này. Dạ em không biết rồi, cảm ơn em. Bạn nào có ý kiến được không? Đúng rồi bạn. Bạn hoan lắm được ra một ý kiến này. Nếu suy thư pháp mới xảy ra thì vẫn đáp ứng anh chính xác thứ nhất. Bạn hình dung trong suy thường cần thư pháp ACTH giảm trước là nguyên nhân, nó sẽ dẫn đến tuyến thượng thận bên dưới giảm hoạt động, cortisol giảm, và sự giảm ACTH lâu ngày thì nó mới dẫn đến hiện tượng là teo tuyến thượng thận, tuyến thượng thận không hoạt động, không còn cái kết quả ACTH nữa thì lâu ngày, cái nhận mạnh là từ lâu ngày phải cần một thời gian để nó mới teo. Vậy thì trong trường hợp mới suy thượng thận tự phát như trong bàn Hoàng Long nói thì chắc chắn chúng ta tích vào tuyến thượng thận bên dưới nó chưa teo hoàn toàn, nó vẫn đáp ứng. Vì mặc dù tôi bị suy tự phát nhưng tôi vẫn đáp ứng, nhưng tôi không nói được, đúng không? Một ý nữa bà Hoàng Long cho nói đó là suy thượng thận một phần, một phần có nghĩa là cũng không phải suy hoàn toàn mà suy một phần thôi thì tuyến thượng thận còn lại nó vẫn đáp ứng. Vậy cái này các bạn lưu ý, đúng không? Đây tôi chỉnh, đây chứng minh đây. Đây có hai trường hợp suy thượng thận tự phát mà đáp ứng vẫn bình thường,
mới mắc chứ không từ vạn. Cái này sau này chúng ta ứng dụng chung gì trong võ thuật u tình nghĩa, và chúng ta sợ nó ảnh hưởng đến thương thần thì chúng ta phải tâm soát suy thương thần phải sau một thời gian, và sau 4 đến 6 tuần. Bạn để cho sau 4 đến 6 tuần sau khi phẫu thuật tự nhiên chúng ta mới đi tầm soát, còn trong thời gian sớm quá chúng ta làm thì nó vẫn là bình thường. Và để loại để phát hiện các trường hợp này khó này thì người ta làm test dung nạp insulin hay test kích thích bằng metilapol, cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tuy nhiên hai cái test này rất nguy hiểm, các bạn hình dung một trong những biểu hiện của suy thượng thận đó là hạ đường máu, nó đường máu giảm. Chúng ta làm test dung nạp insulin hay nói ngược lại chúng ta nói cách khác chúng ta làm test gây ra hạ đường máu, nó chứ insulin là gây hạ đường máu thì càng làm nguy hiểm hơn nữa. Như vậy là mặc dù đây là một tiêu chuẩn vàng nhưng người ta ít áp dụng thì quá nguy hiểm. Rồi thì này tôi đã nói lúc này đúng không? Khi nghi ngờ suy thận thận cấp thì cần điều trị ngay bằng nạp clorua và dùng dexamethasone 4 mg, 4 mg tức là một ống, chúng ta sẽ tiêm từng mạch mỗi 4 mỗi 6 giờ. Còn trong phẫu thuật tự nhiên chúng ta sẽ tầm soát suy thận thứ phát, chúng ta sẽ làm sau 4 6 tuần. Bước thứ hai là khi chúng ta đã chẳng đoán được suy thận rồi thì chúng ta sẽ đi phân biệt tiên phát và tự phát. Thứ nhất chúng ta sẽ định lượng axit tại hạt đồng thời với cortisol. Trong suy thượng thận tiên phát thì axit tại hạt tăng, trong suy thượng thận tự phát thì axit tại hạt thấp hay bình thường. Thứ hai chúng ta có thể dùng niệm pháp dung nạp insulin, chúng ta gây ra hạ đường máu. Tuy nhiên mặc dù đây là tiêu chuẩn vàng nhưng mà rất khó thực hiện, nguy hiểm vì nó có thể gây ra tai biến hạ đường máu nên có thể tử vong, rất là nguy hiểm. Thứ ba chúng ta dùng test metirapol mà đọc về mặt cơ chế tác dụng và thấy dùng gì. Trong bài hội chứng cơ sinh thời gian dài các em chúng ta có dùng metilapol. Lúc này metilapol là một phương tiện điều trị. Trong bài hội chứng cơ sinh dùng metilapol để ức chế tổng hợp cortisol, trong cơ sinh là quá mức tạo quá mức cortisol, chúng ta sử dụng chất này để ức chế. Trong bài suy thượng thận thì cũng phải là thuốc điều trị mà đây là biện pháp chẩn đoán. Chúng ta sử dụng metilapol để ức chế MEM11 beta hydroxylase dẫn đến thiếu hụt cortisol, và thiếu hụt cortisol sẽ gây tăng axit tại hạt phản ứng. Sự giảm cortisol máu không phải là kích thích gây tăng axit tại hạt mạnh như hạ glucose máu, mạnh như hạ glucose máu. Các bạn nhớ lại trong phản ứng của cơ thể của bệnh nhân khi bị hạ glucose máu thì thứ nhất cơ thể sẽ ngưng tiết insulin. Thứ hai nếu như sau khi tùy ngưng tiết insulin mà đường máu tiếp tục giảm xuống thì cơ thể sẽ tăng tiết hormone làm tăng lượng máu mạnh nhất đó chính là glucagon. Sau đó mới đến vai trò của cortisol, vai trò của ACTH, vai trò của GH. Mình quay trở lại cái bài này, kích thích tiết ACTH mạnh nhất là hạ glucose máu, và cortisol máu cũng phải là kích thích tiết ACTH mạnh nhất, vì thế nó giúp phát hiện suy thượng thận một phần này, thiếu ACTH từng phần. Mà hai tài cortisol và tài dung nạp insulin không phát hiện được. Tuy nhiên một lần nữa metimaron
Xin lỗi, methylacone dài rất nguy hiểm bởi vì nó càng làm thiếu hụt cortisol nắng nữa, có thể gây ra viêm thượng cấp. Do độ nhẹ và độ đặc hiệu của cái test nó không tốt, do người ta kết luận không nên sử dụng đơn độc một cái test nào để chẩn đoán suy thận hết. Người bệnh lý người suy thận có thể có kết quả bình thường, người bình thường có thể có kết quả bất thường. Vì thế như nói lúc này, những biểu hiện lâm sàng của suy thận rất khó, rất khó, mà trong thực hành lâm sàng chúng ta cần phải phối hợp cả lâm sàng với nhiều xét nghiệm khác nhau, và quan trọng nhất chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân truyền thật. Chúng ta có nghi ngờ chúng ta phải làm những xét nghiệm này, không chúng ta sẽ bỏ sót. Chúng ta chuyển qua phần điều trị. Thứ nhất, điều trị suy thận thượng cấp là một cấp cứu nội khoa, chúng ta cần điều trị ngay không cần kết quả xét nghiệm. Có gì dùng đấy, tốt nhất chúng ta dùng dexamethasone. Nếu không có dexamethasone chúng ta có thể dùng hydrocortisone. Sau khi trong song song với việc chúng ta bồi phù bằng natri clorua. Nếu chẩn đoán không rõ, dùng dexamethasone 4 mg một ống trên từng mặt. Rồi chúng ta sẽ làm tại thuyên. Nếu chẩn đoán rõ thì chúng ta sẽ dùng bất kỳ loại nào có tỷ nào cũng được hết. Chỉ cần một điều kiện là dùng đường từng mặt. Dexamethasone, hydrocortisone, salometron 4 mg, 50-100 mg hydrocortisone mỗi 6-8 giờ điều trị cho đến khi tình trạng ổn định của cái nền sốc nhưng khỏe trở lại, thì chúng ta sẽ giảm lưu dần trong vòng 1-3 ngày rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang thử uống. Còn một câu hỏi đấy là các em đã học bài suy giảm chưa? Điều suy giảm chưa? Mời các em trả lời. Dạ học rồi đây. Bài nào giải? Dạ của nhạc. Rồi. Câu hỏi tôi đặt ra cho các em. Cả suy giảm và suy tinh thần điều phải điều trị thay thế bằng hormone đặc hiệu. Trong suy giáp là hormone giáp, trong những thằng là còn glucocorticoid ngoài sinh. Các em hãy chỉ rõ điểm khác biệt nào quan trọng nhất giữa điều trị suy giáp và điều trị suy thận, rồi mời các em suy nghĩ. Em là gọi tiếng thì một lần nói trực tiếp, hai là em đánh làm tin nhắn. Thứ nhất, suy tinh thần dung thuộc bị xa. Thứ hai, suy tinh thần cần điều trị khẩn cấp. Đối với bạn Công Quốc, suy thượng thần dung thuộc bị xạ thì trong suy giáp chúng ta cũng khuyến khích bệnh nhân uống buổi sáng bụng đói, đúng không? Bụng đói được ăn nửa giờ hoặc một giờ, nhưng mà cái này giống như trong suy thượng thần. Đối với bạn Ngọc Hoài, suy thượng thần cần điều trị khẩn cấp thì cái này thì bạn Ngọc Hoài hơi bị nhầm một chút, bởi vì tôi đang nói là điều trị duy trì, đúng không? Tôi nói là điều trị suy thận thượng cấp, tôi nói điều trị duy trì thì cũng phải là khẩn cấp. Và Hoàng Long là học học môn cortisone có nhịp sinh lý thì câu này đúng, nhưng mà bạn Hoàng Long nhớ cho là ví dụ liều thay thế của chúng ta
prednisone viên 5 mg chỉ cần thay thế liều duy trì là từ 1 đến 1,5 viên, từ 1 đến 1,5 viên, và 1 đến 1,5 viên thì chúng ta uống một lần duy nhất buổi sáng. Nếu liều cao chúng ta phải chia là sáng nhiều hơn chiều. Đó là cái ý của bạn Mai Phạm Hoàng Long là đúng, nhưng mà điều gì duy trì khi chúng ta dùng liều thấp thì chúng ta chỉ cần uống một lần duy nhất buổi sáng rồi nghe chưa? Phải, bạn đã có ý kiến nữa. Huỳnh Thế Minh thuộc suy giảm điều trị theo kg cân nặng suy thượng thận theo mình phương gia. Ok, cái này bạn thấy đúng, nhưng mà trên thực tế đây các bạn nhìn này, đây thực tế này người ta đâu có theo mình phương gia, đó là cái này là cái chiếu slide này cho các bạn biết là chính xác là như thế đúng không? Chính xác là theo mình phương gia là một ngày cơ thể tiết ra 9 mg cortisol, nhưng mà điều trị thực tế thì đâu có đúng không? Rồi cho tôi một ý kiến nữa, bạn nào nói đúng là có phần thưởng. Thuộc suy dinh dưỡng hàng ngày, còn suy giảm quên thì uống ngày khác. Rồi bạn người Trung Quốc, rồi ý bạn đúng nhưng mà chưa phải là ý tôi muốn nói. Chúng ta biết rằng là suy giáp chúng ta thay thế bằng hormone giáp thì có do hormone giáp có thời gian nửa đời là 7 ngày mà nhớ chưa, do đó quên thuốc một ngày không sao hết, không sao hết, còn trong suy thượng thận là phải uống hàng ngày đúng. Nhưng mà cho tôi đọc thêm ý nữa, theo dõi điều trị suy giảm dựa vào cận lâm sàng, còn suy thượng thận dựa vào lâm sàng, nó ý này cũng đúng nhưng mà chưa phải là quan trọng nhất. Huỳnh Thế Minh suy giảm điều trị theo tê giác, còn suy thượng thận không theo tê giác cũng đúng, nhưng cái quan trọng nhất trong suy thượng thận bạn không để ý là bệnh nhân sẽ chết, đó là liên quan đến stress. Thế chưa, cái đi nói rồi. Bạn phải giáo dục cho bệnh nhân trong điều kiện bình thường thì dùng thuốc như thế này. Khi bệnh nhân bị stress, tùy vào mức độ stress nặng nhẹ, bệnh nhân phải tự xử trí cho mình, nâng gấp đôi liều, nâng gấp ba liều, đôi một lần nữa. Nếu không được thì làm gì đó. Không thôi bệnh nhân sẽ rơi vào suy thận cấp chết. Cái này bạn phải nhớ. À, cái này tôi đã để ý tôi muốn nói. Bây giờ chúng ta đi xem cái này. Liều tương đương, các bạn nhìn là cầu bên trái đầu tiên. Đây. Hai 20 mg nó sẽ tương đương với 5 mg hay là prednisolone. Tương đương với 4 mg metin prednisolone và tương đương với 0,75 mg dexamethasone. Này, prednisone chúng ta có viên là 5 mg đúng không ạ? Dexamethasone chúng ta có viên là 0,5 mg, nhưng mà dùng một viên này tương đương với 1,5 viên dexamethasone. Những cái con bên này thì các bạn coi cho biết nó liên quan đến bài xương thần nhiều, ví dụ hoặc tính kháng viêm thì trong các loại corticoid thì dexamethasone hoặc tình cảm viêm mạnh nhất hơn 30 lần so với hydrocortisone. Đây là lý do trong những trường hợp bệnh lý chúng ta cần kháng viêm và chống phu nề mạnh, ví dụ trong trường hợp giảm áp lực nội sọ do u não thì thuốc lựa chọn là dexamethasone chứ không phải những thuốc khác. Bên này có cái ý của bạn nào đó dùng là fludrocortisone này, này à, thuốc này không có hoạt tính chống viêm và nó chỉ có tác dụng là hoạt tính có cái khóa còn là giữ mùi nước tại cái này cái này, còn cái cột cuối cùng bên phải là thời gian tác dụng ngắn nhất là hydrocortisone 8 đến 12 giờ, prednisone là 12 đến 36 giờ và dài nhất là dexamethasone. Mấy cái bạn này các bạn nhớ cái này, cái bạn này các bạn nhớ là liều tương đương ở cái cột đầu tiên bên tay trái.
Trên thực tế chúng ta dùng hydrocortisone từ 15 đến 30 mg một ngày, chúng ta dùng prednisone 5 đến tức là 1 đến 1,5 viên một ngày, và dexamethasone chúng ta dùng là 1 viên rưỡi cho đến là 2 viên rưỡi một ngày. À, chỉnh liều như là cái này có bạn đã đừng nói là chỉnh liều trong suy giảm tôi phải dựa vô lâm sàng và TH, còn cái này chúng ta chủ yếu dựa vô lâm sàng và không dựa vô TH, à, xin lỗi không dựa vô ACTH. Trong suy đường thần tiến phát do có ảnh hưởng hệ RNA dẫn đến thiếu hụt androgen nên chúng ta phải bổ sung bằng có cái việc khóa đó là chất fludrocortisone. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì fludrocortisone này rất khó kiếm, rất khó kiếm, do đó trong thực tế thì lúc chúng ta không điều trị cái này chúng ta chỉ nói mặc dù là không hiệu quả lắm, là chúng ta nói bệnh nhân ăn ăn muối, ăn muối ăn mặn nhiều hơn bình thường, mà nhớ bình thường để dự phòng và xử lý kịp thời sớm cơn suy thượng thận cấp thì bệnh nhân nên có những dụng cụ với giấy tờ trong người chứng minh mình là bệnh nhân là một bệnh nhân bị suy thượng thận cấp, ví dụ mang đeo vòng đeo tay, mang thẻ ghi chẩn đoán và kể cả bơm tiêm dexamethasone mang theo người. Ở đây là một cái ví dụ của vòng đeo tay. À, hai đầu tiên người ta đề là cảnh báo bệnh nhân này bị suy thượng thận. Vòng thứ hai người ta đề là bệnh nhân này phụ thuộc có cái ý. Một ý. Trong người bệnh nhân có thể bỏ một cái giấy cảnh báo. Tôi chỉ đọc cái đoạn này thôi, đúng không? Đây là thẻ điều trị corticoid steroid. Tôi là bệnh nhân đang điều trị bằng steroid và việc điều trị này không được ngừng đột ngột. Nếu ngừng đột ngột là tôi sẽ bị suy thận cấp. Thẻ này tương tự như cái thẻ mà nếu được chúng ta sẽ làm cho bệnh nhân đái tháo đường, là thẻ bệnh nhân đái tháo đường và hướng dẫn rất cụ thể về xử trị hai đường máu. Thì cuối cùng là điều trị một số trường hợp đặc biệt. Đây, cái này là khá không toàn với bị khá không toàn với trong suy giảm. Tùy vào mức độ nặng nhẹ chúng ta sẽ có xử trí khác nhau. Cụ thể ví dụ khi bệnh nhân bị sẹp, bị bệnh tật, bị lo âu vân vân và bệnh nhân sẽ biểu hiện cảm thấy triệu chứng của mình nặng nề nhiều. Hàng ngày mình khỏe, bây giờ mình bị bệnh, mình thấy mình rất mệt, mình không muốn làm việc nữa, kiệt sức, huyết áp trụt, vân vân, thậm chí là buồn nôn, thì cái em phải nói bệnh nhân ở nhà là tự động tăng liều corticoid lên gấp đôi. Nếu sau khi tăng lên gấp đôi, ví dụ bệnh nhân một ngày uống là 1,5 viên đã đi rồi, mệt quá ở thân 1,5 viên nữa là 3 viên. Đúng không? Nếu sau khi uống vào triệu chứng vẫn còn buồn nôn, nôn, gặp hạ thì tăng gấp đôi một lần nữa. Mà nếu không được thì coi như bệnh nhân sẽ rất dễ bị nguy cơ suy thận. Xin lỗi mà mình rớt cả em nghe lại được chưa? Em nghe lại được chưa? Rồi Dạ cảm ơn nghe luôn em. đây. Nhắc lại,
trong điều kiện Việt Nam các em chúng ta không có sẵn dexamethasone dưới dạng cái kit để tiêm, đó cái này là hạn chế. Nó như ít nhất chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân là trong điều kiện bị stress thì bệnh nhân có thể xử trí tại nhà bằng cách tăng gấp đôi liều 2 lần, nếu không đỡ thì đi bệnh viện. Đối với một số trường hợp phẫu thuật thì tùy vào mức độ nặng nhẹ của phẫu thuật, chúng ta gọi là tiểu phẫu, trung phẫu với đại phẫu, thì có thể chúng ta không tăng, không thay đổi điều trị hoặc thậm chí chúng ta xử trí như một trường hợp suy thận cấp. Ví dụ trường hợp thứ nhất gây tê tại chỗ dưới 1 giờ, như là trường hợp bệnh nhân đi nhổ răng không phức tạp thì chúng ta thấy là không cần chỉnh liệu. Thứ hai là phẫu thuật tay và chân có gây mê toàn thân thì bệnh nhân dùng liều hàng ngày trước đây trước phẫu thuật, và trong quá trình phẫu thuật thì đây là một phẫu thuật lớn, chúng ta phải sử dụng glucose và tiết tinh bịt mặt. Phẫu thuật đại phẫu bụng và ngực thì trong quá trình phẫu thuật chúng ta phải truyền hydrocortisone như một trường hợp suy thận cấp, có điều ở đây mà chúng ta thấy là liều thấp hơn 50 mg tĩnh mạch mỗi 6-8 giờ, rồi tiếp tục như thế trong vòng 2-3 ngày sau phẫu thuật, rồi sau đó chúng ta giảm liều dần rồi trở lại phục vụ trong vòng 1-2 ngày. Đó, vậy là tùy vào mức độ phẫu thuật. Cuối cùng là một số trường hợp đặc biệt trong suy thượng thận trung ương, do có suy nhiều tiếng, suy giáp, suy thượng thận, suy sinh dục thì các em bắt buộc phải điều trị thay thế các loại hormone đó. Tuy nhiên lưu ý thứ tự điều trị, do trong suy thượng thận trung ương bệnh lý tự nhiên có suy giáp, suy thượng thận, suy sinh dục, chúng ta nhớ cho suy giáp cũng có một cấp cứu nội khoa, đó là hôn mê suy giáp. Trong suy thượng thận có một cấp cứu nội khoa, đó là suy thượng thận cấp. Còn suy sinh dục không có cấp cứu nội khoa. Hôm nay chúng ta không bao giờ nghe là suy sinh dục là một cấp cứu nội khoa, không có. Chúng ta sẽ tập trung điều trị hai loại suy cấp cứu này. Vấn đề là các em phải là thứ tự cho đúng. Chúng ta hình dung một bệnh nhân bị suy giáp và suy thượng thận trong bối cảnh cấp cứu, nếu chúng ta thay thế mà không giáp trước thì từ một trạng thái giảm chuyển hóa cơ bản nhịp tim chậm, nhịp thở chậm, chúng ta bổ sung không giáp vào nó sẽ làm tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, tăng khả năng ta sử dụng oxy của các mô cơ thể vân vân, thì đồng thời nó sẽ làm tăng nhu cầu của cortisol. Trong khi bệnh nhân bị đe dọa suy thận cấp, bệnh nhân không không có để bổ sung thì bệnh nhân sẽ bị suy thận cấp nặng nề, bệnh nhân tử vong. Do đó là thứ tự chúng ta điều trị đúng, đó chúng ta phải điều trị glucose và corticoid trước rồi chúng ta mới điều trị suy giảm sau. Nếu suy thượng thận mà kèm được cơn giáp thì gặp nhưng mà có thì chúng ta phải lưu ý tăng liều có thể lên gấp đôi đến gấp ba, vì cường giáp làm tăng thân thải cortisol. Nếu suy thượng thận do nguyên nhân lao thì lao phổi có dùng rifampicin là một thuốc kháng lao thiết yếu, nó làm tăng chuyển hóa cortisol, thì trường hợp này chúng ta phải lưu ý tăng liều thay thế có thể lên. Phụ nữ suy thượng thận mà có thai thì ở đây cho một số cơ chế như là tăng lưu lin, giảm cortisol, giảm hoạt tính corticoid khoáng, tăng hoạt tính ghrelin nội tương. Đó là trong 3 tháng cuối các em lưu ý là tăng gấp đôi liều corticoid này. Trong khi sinh chúng ta truyền đầy đủ muối, chúng ta sẽ xử trí như một cấp suy thượng thận cấp từ liều thấp hơn, để thấy lần hai chỉ có 25 mg tĩnh mạch mỗi 6 giờ. Nếu như ngay lúc sinh nên chuyển nhà kiểu dài thì chúng ta phải tăng liều rồi có cortisone lên, và sau khi sinh xong khi sẽ chấm dứt thì chúng ta sẽ giảm nhanh rồi trở lại về bình thường sau 2-3 ngày.
Tóm lại bài này chúng ta có những gì? So với thứ nhất, so với bài tăng hoặc vào thành thần hội chứng cơ sinh để bệnh lý cơ sinh thì triệu chứng của sinh thành thần không đặc hiệu và không rõ. Chúng ta trong đầu phải nghi ngờ đến đó, chúng ta mới có được. Thứ hai là tại Việt Nam do tỷ lệ lưu hành của bệnh lao rất cao, do đó một trong những nguyên nhân các em nên nhớ là phải lao thành thần. Một nguyên nhân thứ hai chúng ta cần nên nhớ nữa đó là sử dụng corticoid ngoài sinh kéo dài. Này, đây là nguyên nhân hàng đầu suy thận tự phát. Trong trường hợp chúng ta định lượng cortisol, chúng ta nghi ngờ, chúng ta nhớ lại nhắc lại định lượng cortisol việc ăn 80 sáng dưới 83 nanomol/lít là nghi ngờ suy thận. Tuy nhiên tại này không nhầy thì chúng ta sử dụng test kích thích bằng ACTH tổng hợp có tên là test cozinopin. Sau khi tiêm 250 microgram trên tế bắp trên tĩnh mạch, chúng ta lấy máu có tí rồi định lượng sau 30 60 phút, nếu nó tăng có tí rồi thực hành lên 500 đến 550 nanomol đến thì thứ nhất chúng ta loại trừ ngay hoàn toàn sinh thần tự phát, thứ hai chúng ta sẽ loại hầu hết sinh thần tự phát ngoài trời, có hai trường hợp sau đây chúng ta loại được, đó là mới suy thượng thận cần mất nhiều tuần để thượng thận nó mới mất chức năng, và trường hợp thứ hai chúng ta không loại được đó là bệnh nhân bị suy thượng thận một phần, và ý cuối cùng khi nghi ngờ suy thượng thận cấp thì các em nên vùi phủ bằng nạc đi cái đó thuốc, rồi các em phải xử trí bằng dexamethasone tĩnh mạch trong quá trình điều trị duy trì. Và lưu ý bệnh nhân tại nhà khi bị stress thì bệnh nhân phải chú ý tăng liều có cái uống lên. Rồi, vậy cái bài này là xong. Bây giờ đề nghị em có câu hỏi gì không, em đặt câu hỏi. Được em. À, tôi đã mới gửi một cái địa chỉ email hai bạn lập trường gửi email vào địa chỉ này, và nếu các em muốn có nhu cầu thì tôi sẽ gửi cái bài cho em đọc. Em có muốn lấy bài đi không, đọc bài đi không? Dạ Rồi, có. các em có ý kiến gì được không? Nếu không có ý kiến thì thôi tôi chấm dứt ngày này thì tôi chuẩn bị đi họp. À, ra ngoài xin có một câu hỏi. Làm sao chẩn đoán bệnh nhân bị suy thận dùng thuốc? À, con này có hai mà tôi chưa nói. Rồi, chúng ta đều biết là suy thượng thận do corticoid là một nguyên nhân chúng ta phải lưu ý ở Việt Nam. Vấn đề câu hỏi đặt ra là giống như của bạn Như Quỳnh, liều bao nhiêu là suy và dùng bao lâu gọi là dài? Đúng ạ, à, đúng một vấn liều bao nhiêu là suy mà dùng bao lâu là dài. Chúng ta quay trở lại, thứ nhất liều bao nhiêu là suy, có thể suy. Chúng ta thấy trở lại, ví dụ chúng ta lấy một loại thuốc hay dùng nhiều nhất trên lâm sàng, đó là prednisone, viên 5 mg. Chúng quay trở lại đây. Này, 5 mg. Liều duy trì là 1 đến 1,5 viên, từ 5 đến 7,5 mg. Vậy thì dùng bao nhiêu gọi là cao? Thì đối với prednisone 15 mg là cao, tức là 3 viên. Dùng bao lâu gọi là tuyến thượng thận bị ức chế? 3 tuần. 15 mg là 3 tuần. Tuy nhiên thì có tuy nhiên là rất là quan trọng, người ta đã ghi nhận được có những liều pháp glucocorticoid người đưa ăn người ta xem là an toàn đối với tinh thần
ví dụ dùng thuốc, dùng gluco và cái đường hít, đường khí dùng. Cái này dùng rất nhiều trong hen đúng không ạ? Không phải hen phải có ạ, trong COPD chỉ dùng một liều duy nhất có thể hít và nhân cùng là gây suy thượng thận. Như vậy trả lời chung một câu hỏi của bạn Mỹ Quân là cái này tùy thuộc rất lớn vào từng cơ địa của bệnh nhân. Đúng không? Cơ địa bệnh nhân thì có trường hợp chỉ cần dùng một liều duy nhất có thể liều rất thấp và dùng đường hít bệnh nhân bị suy thượng thận. Còn những trường hợp khác thì dùng 15 mg prednisone là 3 viên dùng kéo dài trên 3 tuần thì có khả năng bị suy thận. Rồi. Các bạn có câu hỏi nào được không? Rồi, tôi không được tìm hiểu nào nữa hết. Thì đây, trời ơi, Như Quỳnh. Nếu bệnh nhân có tăng áp cộng suy thượng thận tiến phát thì điều trị có gì thay đổi không? Không thay đổi gì cả. À, không thay đổi gì cả. Thôi để không thì tôi xin chấm dứt ở đây. Hẹn các em nếu như là còn những dịp khác chúng ta sẽ gặp nhau online nữa. Xin chào các em.